Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông Lời đầu tiên xin được chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, vạn điều hanh thông, mọi điều như ý à, Kính thưa quý vị, phụ nữ mùi sinh năm 1955 là những người đàn bà, người mẹ hiền, dâu thảo Lại vô cùng đảm đang, tháo vát Hơn nữa, lại có tình yêu thương chồng con hết mực à, Tuy rằng trong những ngày tháng năm trước đây, cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, vất vả Nhưng mà họ vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho những người mình thân yêu trong gia đình. Giờ đây, khi bước vào cái thời kỳ hậu vận thì những công đức, những nỗ lực của quý bà tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ được đền đáp một cách xứng đáng, gia đình hạnh phúc, con cháu thành đạt. Đặc biệt là năm 2024 năm Giáp Thìn thì những gia chủ Ất Mùi nữ mạng sẽ đạt được nhiều cái thành tựu mới trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Vậy thì vận trình cụ thể chi tiết của những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong năm 2024 Giáp Thìn sẽ như thế nào Cắt hung ra sao Và làm gì để có được những cái may mắn Những cái thành công đến với họ trong khoảng thời gian này Ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ Cùng quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Trong video ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ Cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi Của những gia chủ sinh năm 1955 Tuổi Ất Mùi, Nữ Mạng trong năm 2024 năm giáp thìn vậy thì trong năm 2024 năm giáp thìn thì những người tuổi ất mùi 1955 gặp những vận hạn gì và làm thế nào để có được cái may mắn trong vận trình của mình trong suốt năm 2024 năm giáp thìn à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, quý vị thân mến chúng ta biết những người tuổi ất mùi sinh năm 1955 năm 2024 năm giáp thìn là 70 tuổi người này có thiên can là ất đúng không địa chi là mùi trong lá số tử vi của những người tuổi Ất Mùi sinh năm mươi ấy là âm nữ. Có ngũ hành à, nạp âm là sa trung kim. Người này có cung cung mệnh là cung ly, đó. Được gọi là kính trọng chi dương hay là dê được quý mến. Có xương là xương con dê, tướng tinh là tướng tinh con gà. Đó. Con nhà Bạch Đế an mạng phú quý. À, thưa quý vị, năm 2024 năm Giáp Thìn thì à, chúng ta có mùi gặp Thìn là cục diện là là tương hình Đấy. Và cái cục diện tương hình này nó cũng báo hiệu rằng trong cái năm 2024 nó rất thìn Thì những những người mà những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nữ mạng Thì cũng bị ảnh hưởng nhất định, dễ bị thị phi, dễ bị tiểu nhân quấy phá Và gặp cái tai nạn hình thương một cách bất ngờ Vì thế nên là những người tuổi Ất Mùi 1955 cần phải hết sức lưu ý về cái sức khỏe của mình à, bên cạnh đó thì trong năm gặp cái hạn này Cái hạn này do là thái tuế nó mang lại Vì vậy mà những gia chủ tuổi ất mùi 1955 ấy, Hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế à, Trong năm 2024 nó giáp thìn Thì những cái tuổi là thìn tuất sửu mùi và tuổi mão Là năm con giáp bị phạm thái tuế Những con giáp này thì các cụ nói là gì Thái tuế đương đầu tọa vô hỉ át hữu họa Tức là khi mà hạn thái tuế nó đến Thì không có chuyện may thì chắc chắn là cũng có chuyện buồn Đúng không ạ? À, như vậy là quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp gia tăng cái vận may về tài lộc và tiền bạc trong năm. Bên cạnh đó à, nhờ được cái sự che chở hỗ trợ của thái tuế cũng sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải được những cái vận hạn, những cái vận xấu. Đó. Và khi thỉnh cái cái cái, cái phù thái tuế nhé, thì quý vị hãy bóc cái cái, cái, cái túi ni lâu ra và sẽ sử dụng cái gì, cái cái, cái phù bên trong thôi. Đây, đó, đây là kim bài thái tuế mặt trước có in hình lý thái tuế lưu niên của năm và mặt sau thì có gì là có cái phù thái tuế kèm theo cái niên hiệu của năm và cái biểu tượng là năm giáp thìn 1964 2024 và đây là biểu tượng con rồng còn đây là linh phù thái tuế đúng không ạ đó thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại này 0989 34 9119 để thỉnh cái 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 cái, cái kim bài thái tuế giúp mang lại cái bình an và may mắn trong suốt năm 2024 năm giáp thìn đó À, cái kim bài thế tuế này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé quý vị nhớ là liên hệ số này 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thế tuế à, tiếp theo trong chúng ta biết lại là năm 2024 năm giáp thìn thì chúng ta có ất mùi đúng không ạ ất gặp giáp thì nó gọi là gì nó gọi là kiếp tài Đấy. thì những gia chủ tuổi 1955 ất mùi nữ mạng thì cũng rất là vất vả trên con đường sự nghiệp của mình vì gì? Năm nay vướng vào cái chuyện là kiếp tài nó lâm vận Công việc lúc nào cũng chật vật, bận rộn Lại hay có kẻ tiểu nhân tìm cách bám, đeo bám, hãm hại à, Đôi khi á, những người tuổi Ất Mùi 1955 này Nhiệt tình, thẳng tính nhưng lại rất dễ bị lợi dụng à, Gia chủ sẽ nảy sinh nhiều cái nghi ngờ, nhiều cái bất an trong cuộc sống Đấy. Vậy nên trong năm nay ấy, thì những người tuổi Ất Mùi Nói chung là ở cái độ tuổi 70 rồi thì quý vị cũng gì À, đi làm cho vui thôi không nên để những chuyện điều tiếng thị phi làm gì để mang lại nhiều cái điều không hay nó đến với mình à, thưa quý vị như vậy là gì trong năm 2024 nó giáp thìn thì nói chung là gặp vận kiếp tài nói về tài chính của những người tuổi ất mùi cũng khá là khá là vất vả nhưng mà đây không phải là cái điều đáng lo nhất mà quý vị nên tập trung vào cái sức khỏe của mình tập trung sức khỏe nhé năm nay thì gặp cục diện tương hại đấy nó dễ xảy ra những cái chuyện là hình thương tai nạn vì vậy nên là những người tuổi ất mùi nhá phải hết sức phải lưu ý hết sức phải lưu ý trong thời gian này à, thưa quý vị à, như chúng ta đã biết năm 2024 năm giáp thìn thì những gia chủ tuổi ất mùi sinh năm 1955 là 70 tuổi 70 tuổi gặp cái sao hạn là cái sao thái dương sao thái dương thì đây là một trong cái sao tốt nó mang lại cái sự tốt lành mang lại cái sự suôn sẻ sự may mắn và nó đem đến đến cái chuyện hỷ sự đấy nhất là nó may mắn mắn về công danh sự nghiệp cho cả nam giới và nữ giới. À nhưng mà nữ giới quý vị phải lưu ý là đề phòng vào cái, cái tai nạn ốm đau ấy, nó thường xảy ra vào cái tháng 6 và cái tháng 10 âm lịch. Đó. Khi nhắc về cái sao Thái Dương thì người ta thường có cái nhắc cái bài thơ sau này. Thái Dương chiếu mệnh năm nay, tháng 10 tháng 6 có mà tiền vơ. Cầu trời lại Phật Nam mô, sao tốt ở phải cây khô ra trồi. Sao tốt vận tốt than ôi. Thái Dương, Thái Bạch đi đôi khác gì hạn nặng phải tránh kẻ nguy chú ý sao tốt mắc gì họa lây Thái Dương thuộc mộc là cây mùa thu kỵ lắm khắc ngay tới mình ăn ở ngay thẳng thật tình làm ăn tấn tới quang minh phát tài đó đó là những cái từ ngữ nó chỉ về cái sao Thái Dương như vậy sao Thái Dương là một sao tốt nó mang lại nhiều cái may mắn đấy thì với nữ mệnh gặp cái sao Thái Dương này cũng thường được người nam giới giúp đỡ vì vậy mà gì? Trong thời gian này thì cũng có nhiều cái điều may mắn đó. Nhưng mà những gia chủ nữ mệnh, nữ mệnh tuổi 1955 ất mùi cần phải lưu ý là trong năm ấy thì dễ bị cái chuyện là sức khỏe đau ốm nó cần phải hết sức cẩn thận nhé Hai cái hạn lớn nhất vào tháng 6. Tháng 6 là tháng Tân Mùi và tháng tháng 10 là tháng Ất Hợi. À, tháng Ất Hợi đúng rồi. Đó, đó là cái hạn tháng Sao Thái Dương. À, tiếp theo là trong năm 2024 nó giáp thìn thì gặp cái hạn năm là cái hạn địa võng. Đấy, ngày xưa các cụ nói là gì? Địa võng nhiều nỗi buồn than Lời ăn tiếng nói xanh đoan dày dà. à, Thì trong năm gặp cái hạn địa võng này Thì nói lên là Gia chủ sẽ gặp phải những cái chuyện Không vui trong cuộc sống Gặp nhiều cái rắc rối thị phi Dù làm đúng hay làm sai thì vẫn bị người khác hiểu lầm Muôn đời mang tiếng xấu Cái điều này sẽ khiến cho tâm trạng của những gia chủ Tuổi Ất Mùi 1955 ấy Trở nên lo âu hơn trước, trở nên muộn phiền hơn Đó, à, địa võng hay thiên la Địa võng là lấy đất đúng không ạ thiên la là lưới trời vì vậy thiên la địa võng nó cũng chỉ về cái sự giam cầm cái sự gì hình ngục vì vậy mà trong thời gian này nếu mà những người tuổi ất mùi mà làm ăn bất chính ý, thì rất dễ liên quan đến pháp luật và thậm chí là bị hình thương đó và để hóa giải cái hạn xấu hạn xấu hạn năm xấu hạn thiên la mang lại cũng như là cái kiếp tài nó lâm vận thì những người tuổi ất mùi hãy nhớ mang theo bên mình một cái minh quan pháp bảo cái minh quan pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà phật nó là một cái vật phẩm phong thủy chuyên để gì hóa giải cái vận hạn của năm khi mang theo bên mình thì sẽ được gì? Thần Phật che chở độ mạng, giúp gia tăng thêm cái may mắn và gia tăng thêm cái tài lộc. À, cái minh minh quan pháp bảo được thiết kế là cái hình lục giác với hình tượng là lục tự đại minh chú đây à, 6 sáu mặt có chứa lục tự đại minh chú của nhà phật và mặt trước mặt sau là bông hoa mai đấy ở giữa có một cái nhụy hoa thì trong này có chứa cái hình tượng là quan thế âm bồ tát đang ngồi đọc cái bài chú bát nhã tâm kinh thì quý vị có thể sử dụng một cái điện thoại đúng không sử dụng một cái điện thoại và quý vị có thể là đặt cái đặt cái minh quan pháp bảo lên thì nó sẽ hiện lên phía trước ở trên màn hình cái hình tượng là quan Thế âm tát ông ngồi thiền đó đó thì với cái hình tượng là khai sáng trí tuệ, khai sáng trí tuệ cũng như là gì gia tăng cái công đức và được thần phật che chở giúp đỡ nên là khi mang theo cái minh quan pháp bảo với mình ấy, thì sẽ được thần phật che chở giúp đỡ được gì có được cái sự bình an có sự may mắn và quý vị đưa ra quyết định thì sẽ chính xác hơn không bị sai lầm và ít khi phải bỏ tiền ra để đền bù cho cái thiệt hại đó. Đó. À, bên cạnh đó thì minh quan pháp bảo cũng đã được các thầy khai quang Chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng à, Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín Để thỉnh cái minh Quang pháp bảo Mang lại cái may mắn, mang lại sự hanh thông Cho mình trong công việc cũng như trong cuộc sống Đó Đó là cái minh Quang pháp bảo à, Thưa quý vị À, như vậy là gì trong năm 2023 năm quý mão thì gặp cái sao thái dương là sao tốt nhưng mà hạn địa võng lại là cái hạn xấu vậy nên những gia chủ từ 1955 ất mùi cũng cần phải hết sức lưu ý đó à, tiếp theo chúng ta cùng biết cũng biết đấy là năm 2024 ấy, là năm giáp thìn đúng không ạ giáp thìn thì giáp thìn thìn nó ẩn tàng ba thiên can là mậu quý và ất mậu quý và ất thì chúng ta có giáp gặp mậu thì nó là gì nó là chính tài đã chính tài thì trong năm ấy, những gia chủ tuổi ất mùi sinh năm 1905 à, nữ mạng thì cũng được chính tài nó giúp đỡ vậy nên là con đường sự nghiệp cũng gặp nhiều cái may mắn nếu mà với những bác nào còn đang đi làm thêm ấy đang đi làm ấy đang công hiến ấy thì thường là làm việc rất chăm chỉ thật thà không thích làm ăn gian dối nên rất được lòng cấp trên vậy nên là gì cái con đường nói chung là các bác cũng đi làm với cái niềm vui và mang lại cái tiền tài để một phần nào đó là gánh vác cho con cháu đỡ bị cực chọc hơn thôi chứ còn một số người thì cũng có lương thưởng à, cái cái lương uh, lương hưu thì cũng ổn định cuộc sống đó thêm nữa là chúng ta có ất gặp quý ất gặp quý thì nó chính là thiên ấn Đấy. được thiên ấn tương trợ giúp đỡ vậy nên là trong năm 2024 nó giáp thìn ấy, thì những gia chủ tuổi 1955 ất mùi được trợ lực nên là những người nào mà làm quản lý ấy, thì hoặc là làm, làm quan chức nhé những người làm quản lý làm quan chức hoặc là làm chủ doanh nghiệp ấy, thì sẽ được gặp được những nhiều đường thuận lợi trên đường đi thì luôn có quý nhân phù trợ vậy nên làm việc gì thì cũng phải khôn ngoan nhẹ bén đó à, tiếp đến là chúng ta có ất mà gặp ất thì nó là gì nó là tỷ kiên nó là tỷ kiên ất gặp ất là tỷ kiên thì cái tỷ kiên nó cũng gì tỷ kiên nó chiếu mệnh nên là đi làm thì những gia chủ tự ất mùi trong thời gian này cũng gặp một số cái rắc rối một số cái chắc trở đấy à, vậy nên là trong cái cái việc công việc ấy, thì quý vị cần phải hết sức chú ý với cấp dưới cấp trên với đồng nghiệp à, không phải ai là cũng tìm cách là thân thiết với mình không phải ai cũng sẵn sàng trải lòng với mình cả và trong thời gian này khi đi làm thì nên lựa lời lựa lời kiểu lại gặp những chuyện thị phi đó và trong năm 2024 năm giáp thìn ấy để mang lại cái may mắn để lại giúp hóa giải cái thị phi xung khắc trong cuộc sống và hạn cái hạn tiểu nhân ám hại do cái kiếp tài và cái gì tỷ kiên nó mang lại thì những gia chủ tuổi ất mùi sinh năm 1955 ấy quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mão mùi vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi là một cái vật phẩm phong thủy chuyên để hóa giải vận hạn của năm à, thứ nhất thứ hai là nó sẽ gì sử dụng cái cát ký của tam hợp giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hòa hợp tình cảm vợ chồng và nó sẽ giúp gì hòa hợp cho công việc từ đó giúp hóa giải những cái thị phi xung sát những hạn tiểu nhân hãm hại à, từ đó giúp công việc được hanh thông thuận lợi và tiền bạc tài lộc thì nó sẽ đến với những người tuổi ất mùi sinh năm 1955 đó à, vòng cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng à, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình trong năm 2024 năm giáp thìn. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là trong năm 2024 năm giáp thìn thì về tổng quan ấy là một năm mà nếu mà với những người còn đang đi làm nhá, với những người còn đang đi làm thì cũng khá là chật vật do kiếp tài và tiểu tỷ kiên. sẽ luôn gặp cái hạn họa là gì? Có thể là bị tiểu nhân đeo bám, hãm hại và tìm cách nói xấu sau lưng. Đó. Bên cạnh đó lại gì dễ gặp những chuyện là thị phi Tay ách và công việc thì dễ bị gặp trắc trở đó. Nhưng mà vẫn có cái điểm sáng là trong thời gian này thì vẫn có gì có thiên căn mậu quý ất là ba thiên căn ẩn tàng nó cũng sẽ mang lại gì? Cái vận chính tài, vận thiên ấn. Nó nói rằng công việc thì vẫn mang được cái cái, cái 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 lợi nhuận, cái tiền bạc về cho quý vị. Thứ hai là gì? Cái thiên ấn nó giúp cho quý vị và các bạn giữ được cái quyền uy, cái lợi thế của mình ở trong công việc, trong công ty đó. Vậy nên là gì? Nói chung là một năm mà nó cũng khá là vất vả với những gia chủ tuổi ất mùi nữa mạng. Đó. Và trong năm nay thì sức khỏe của quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý do gặp cục diện là tương hình với thái tuế, tương hình với năm. Vì vậy mà gì? Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của những người tuổi ất mùi. Hơn nữa lại gặp cái sao thái dương, sao thái dương mặc dù nó là sao tốt nhưng mà nó xấu vào tháng 6 và tháng 10. Đó, tháng 6 và tháng 10 nhé, đặc biệt xấu với nữ. Vì vậy mà các bác các bà cũng phải hết sức đề phòng để tránh những cái vận hạn vận xui nó ảnh hưởng đến mình à, trong năm thì nếu thấy có dấu hiệu bất thường gì thì quý vị cũng nên đi khám chữa ngay kẻo để lâu thì nó lại sinh ra nguy hiểm hơn và nếu mà các bác mà cứ giấu ấy giấu con giấu cháu ấy thì lúc nó phát sinh ra nó phát hiện hiện muộn chẳng hạn thì còn gặp nhiều cái điều nguy hiểm hơn đó à, thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. À, nữ mạng trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng qua cái phần chia sẻ này cũng giúp ích phần nào với quý vị và các bạn có thể nắm rõ được cái vận thế của mình trong năm 2024. Từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong cái vận trình sự nghiệp và sẽ thì giúp quý vị sẽ có được những sự lựa chọn đúng đắn hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn